Ngày 21 tháng 8, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này đã phân bổ thêm 500 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 69,4 triệu đô la Mỹ cho công tác cứu trợ và tái thiết ở các khu vực chịu ảnh hưởng do lũ lụt. Theo bộ trên, khoản tài trợ này bổ sung vào khoản tiền 1 tỷ nhân dân tệ được phân bổ hôm 9 tháng 8 sẽ được dùng để hỗ trợ việc khôi phục sản xuất và đời sống cho các khu vực kiểm soát lũ được chỉ định ở Thiên Tân và Hà Bắc ngoài ra số tiền trên cũng sẽ được sử dụng để bù đắp thiệt hại về tài sản cho người dân sống tại những khu vực này bao gồm tổn thất về mùa màng các trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm thiệt hại đối với những khu rừng được sử dụng cho mục đích thương mại nhà cửa và máy móc nông nghiệp